Đây là những vị khách du lịch đầu tiên tới làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông sau một thời gian dài phải đóng cửa vì COVID-19. Những ngày đầu mở cửa du lịch, tuy lượng khách không nhiều nhưng đã mang lại những tín hiệu đáng mừng đối với hoạt động du lịch tại đây. Đây là lần đầu tiên tôi được đến thăm và trải nghiệm cái làng nghề ở đây. Điều thú vị của tôi là những cái màu sắc sặc sỡ của vải gấm ở đây, với lại những cái trải nghiệm về tham quan các cái công cụ mà sản xuất ra lụa. Đây là một lần đầu tiên, cảm thấy rất là thú vị. Hiện nay là chúng tôi mới hồi phục được khoảng độ 50-60%. Chứ còn nếu mà nói là chưa thì cũng không phải. Vì bây giờ mới là bắt đầu. Thế bây giờ mới bắt đầu là có những khách người ta thứ bảy chủ nhật là các gia đình đi mua sắm. Thế rồi còn khách ở xa thì cũng chưa có. Đấy. Không chỉ những địa điểm du lịch văn hóa nổi tiếng, các khu vui chơi giải trí tại Hà Nội cũng đã sẵn sàng các kế hoạch để đón khách du lịch trong thời gian tới, đặc biệt là các dịp nghỉ lễ lớn như Dỗ Tổ Hùng Vương, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Hòa chung với cả cái không khí mà bình thường hóa các hoạt động, nhất là hoạt động du lịch, thì Thiên đường Bảo Sơn cũng đã sẵn sàng để phục vụ khách hàng, cũng bắt đầu từ ngày 9 tháng 4, đó là dịp Dỗ Tổ Hùng Vương, thì chúng tôi sẽ mở cửa toàn bộ các cái dịch vụ tham quan vui chơi giải trí để phục vụ khách hàng. Đối với cái mùa hè năm nay thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng để có những cái đổi mới của công viên, như là chúng tôi đang nâng cấp toàn bộ lại khu thủy cung với một cái diện mạo mới hơn để đón các du khách đến với Thiên đường Bảo Sơn. Cùng với việc mở cửa các địa điểm du lịch vui chơi giải trí, các lễ hội du lịch, các tour du lịch mới cũng bắt đầu được tổ chức ngày càng nhiều để đáp ứng nhu cầu cho khách du lịch. Thành phố Hà Nội cũng thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp để quảng bá du lịch, đồng thời đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Thành phố Hà Nội đang tập trung các cái kế hoạch để nhanh chóng phục hồi và phát triển hoạt động du lịch trong thời gian sắp tới. Sở Du lịch tham mưu nhiều các cái hoạt động trong việc tuyên truyền quảng bá, tổ chức các sự kiện, và đồng thời là chính quyền thành phố thì đang triển khai nhiều các sản phẩm mới đặc sắc thời gian tới. Năm 2022, Hà Nội phấn đấu đón và phục vụ từ 9 đến 10 triệu lượt khách, trong đó có 1,2 đến 2 triệu lượt khách quốc tế, với tổng doanh thu dự kiến từ 27,84 đến 35,84 nghìn tỷ đồng. Thành phố Hà Nội cũng sẽ tổ chức khoảng 20 chương trình hoạt động để phục hồi ngành du lịch thủ đô trong giai đoạn 2022-2023.